chính là một video chia sẻ cùng quý vị anh chị và tất cả các bạn là quy trình bảo dưỡng của xe Exciter. Xin mời quý vị anh chị và tất cả các bạn cùng theo dõi. Đây là toàn bộ chiếc xe Exciter Yamaha mà chính cùng anh em thợ là tháo ra để bảo dưỡng. Quy trình bảo dưỡng toàn bộ là tháo yếm nhựa ra toàn bộ, và đây là cái bánh trước. Đấy, tháo bánh trước ra, kiểm tra đi bánh trước và cho mỡ vào đi bánh trước. Đây là bánh sau. Đấy, tháo bánh sau. Đây là bộ nhôm xích, cho mỡ, cho dầu vào nhôm xích. Còn phần đầu xe, quy trình bảo dưỡng phần đầu xe là cho mỡ vào bi bát phốt trên. Và cho mỡ vào bi bát phốt dưới. Đây là bi bát phốt dưới. Đấy, bảo dưỡng tay lái nhẹ nhàng. Phần đầu xe thì có cái tổng phanh. Đây là cái phanh trước. Phanh trước là kiểm tra phanh và bảo dưỡng tổng phanh. Phanh trước là ok. Đấy. Còn phần đuôi xe thì kiểm tra bánh sau. Kiểm tra bi bánh sau và cho mỡ vào bi bánh sau. Bánh sau có nhôm xích này. Đây là cái đĩa nhôm xích này. Và kiểm tra tổng phanh sau. Đây là cái tổng phanh sau. Xe này khách đi hết sạch luôn cả má phanh này. Đấy, má phanh đi vào đến tận sẵn luôn. Đấy. Hết tận sẵn luôn. Đấy. Và kiểm tra dầu máy. Kiểm tra dầu máy. Kiểm tra dầu máy. Đây là. Và kiểm tra phần nước mát. Nếu mà nước mát thiếu thì bổ sung thêm. Đây là nước mát. Đây là nước mát. Đấy, kiểm tra. Đấy là trong quá trình bảo dưỡng là kiểm tra nước mát, là thiếu là bổ sung thêm. Đấy, quy trình bảo dưỡng toàn bộ xe là phải tháo hết ra như thế này.